Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Minh Phụng Music. Và ngày hôm nay, như đã hứa, mình sẽ làm clip và hướng dẫn các bạn lắp đặt chiếc Atasia Harmony. Nào, hãy cùng bắt đầu thôi. Và đây là toàn bộ ốc lắp đàn. Bước 1, lắp tấm chắn sâu vào bộ 3 pedal. Bỏ ốc cố định vào tấm chắn sâu. Sau đó, sử dụng hai ốc lớn này và cố định lại ở phía dưới pedal. Sử dụng nút chống bụi và đậy lại ốc cố định ở tấm chắn sâu. Bước 2, lắp chân đàn vào tấm chắn sâu pedal. Sử dụng 4 con ốc như trên hình để lắp. Và các bạn làm tương tự với bên còn lại nhé. Bước 3, lắp tấm chắn sâu thân đàn vào chân đàn và sử dụng 4 con ốc còn lại. Bước 4, đặt thân đàn lên chân đàn và sử dụng những con ốc như trên video. Và mình vừa hướng dẫn các bạn lắp thành công chiếc đàn Atasia Harmony. Và cuối cùng, hãy cắm pedal, nguồn, bóp siêu và chiêm ngưỡng em đàn này nhé. Đàn piano điện Atasia Harmony không chỉ là một cây đàn piano đầy đủ tính năng, biểu cảm sâu sắc với âm thanh mạnh mẽ mà nó còn là một món đồ nội thất truyền thống đầy phong cách, chắc chắn sẽ làm nổi bật bất kỳ căn phòng nào. Đảm bảo bạn sẽ thích. Những dịp sale tháng 10, đàn hiện đang được Minh Phụng Music giảm giá đến 25% từ 10.500.000 nay chỉ còn 8 triệu, vô cùng hấp dẫn. Bên cạnh đó, Minh Phụng Music còn bảo hành 12 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Cảm ơn mọi người đã xem video kỳ này. Hãy nhớ like, share và subscribe để ủng hộ và đón chờ những tập tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mẫu đàn này, các bạn hãy đến các hệ thống showroom của Minh Phụng Music hoặc liên hệ qua số hotline 0919 768 606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể. Xin chào và hẹn gặp lại.